Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng lợi thế, ngành du lịch Đắk Lắk đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng Đắk Lắk thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong mắt du khách. Sau đại dịch Covid-19, du lịch Đắk Lắk đã có bước phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt trong năm 2023, lượng khách du lịch đến Đắk Lắk tăng 16,06% so với năm trước, tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Qua đó góp phần hiện thực mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17. Năm 2023, ngành du lịch Đắk Lắk đón 1.160.000 lượt khách, đạt 110% so với kế hoạch năm. Trong đó, khách trong nước ước đón 1.136.460 lượt khách, đạt 109% kế hoạch. Khách quốc tế 30.240 lượt khách, đạt 201% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt 925 tỷ đồng, đạt 108,8% so với kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy hoạt động trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, ngành du lịch Đắk Lắk đang có những phục hồi mạnh mẽ. Song hành với cái việc mà triển khai cái quảng bá cái hình ảnh như vậy thì cái nội dung quảng bá cũng được chuẩn bị trên nền tảng số, trên nền tảng du lịch thông minh, trên cái mạng xã hội thì được đẩy mạnh bằng rất là nhiều hình thức để mà thực hiện. Rồi bên cạnh đó thì sở phối hợp cái công tác liên kết, hợp tác thì được đẩy mạnh. Và cũng năm nay thì cũng chọn những cái thị trường trọng điểm để mà tạo cái sức bật cho du lịch Đắk Lắk, đặc biệt là những cái thị trường mà có cái khách quốc tế, có số lượng lớn thì như vậy để tăng trưởng cái lượng khách quốc tế lên. Và như số liệu thống kê thì khách quốc tế của năm nay đã tăng tới hơn 300%. Năm 2023, Đắk Lắk đã tổ chức nhiều chương trình, lễ hội quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với du khách, cộng đồng trong nước và quốc tế như lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách, đua xe địa hình, thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn năm 2023, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023, qua đó đã thu hút đông đảo du khách đến với Đắk Lắk. Trong năm qua, ngành du lịch Đắk Lắk cũng đã triển khai các chính sách, biện pháp kích cầu du lịch, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, liên kết mở rộng thị trường khách du lịch, nhất là các tour du lịch mới, tăng cường công tác kiểm tra, việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, xây dựng hình ảnh du lịch Đắk Lắk thân thiện, mến khách, thu hút du khách trong và ngoài nước. Với ngành du lịch của chúng tôi cũng xác định rằng là quảng bá xúc tiến là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng để làm sao đó giới thiệu với lại khách du lịch trong cả nước biết đến được với cái hình ảnh du lịch của Đắk Lắk. Thì với cái nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi quảng bá xúc tiến thì bên cạnh những cái sản phẩm truyền thống thì chúng tôi chú trọng tới là sản phẩm văn hóa, rồi sản phẩm về những cái đặc sản của địa phương, ví dụ như là cà phê, cacao, sầu riêng. Đại đa số khách là họ rất thích về cái sinh thái văn hóa và nhiều khách là muốn về nguồn, tìm hiểu về nguồn. Vì vậy cho nên là tôi đang tập trung về đầu tư về văn hóa như sinh thái, đặc biệt là sinh thái tạo ra một cái không khí là trong lành, thật là trong lành. Nối tiếp đà phục hồi và phát triển của ngành du lịch, năm 2024, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác các tour, tuyến, điểm, sản phẩm du lịch mới lạ, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, nông thôn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đa dạng của các dân tộc chung sống trên địa bàn tỉnh, đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để thu hút thêm nhiều du khách đến với Đắk Lắk.